Thưa quý vị, tác dụng của thuốc có chứa corticoid là làm ức chế miễn dịch, chống viêm và thường được dùng trong điều trị các bệnh liên quan đến miễn dịch và dị ứng như viêm khớp dạng thấp, hen suyễn, lupus ban đỏ hệ thống, v.v. Tuy nhiên, việc lạm dụng corticoid đã và đang làm gia tăng bệnh nhân bị suy tuyến thượng thận. Không ít bệnh nhân bị viêm khớp đã tự ý mua lại các đơn đã điều trị trước đó hoặc khám bệnh thầy lang sử dụng thuốc nam có chứa corticoid khiến bị suy tuyến thượng thận. Việc lạm dụng corticoid đã để lại nhiều hệ lụy. Chẳng hạn bệnh nhân này điều trị bệnh khớp không đỡ mà toàn thân phù nề giữ nước. Ông đã bị suy tuyến thượng thận do lạm dụng corticoid. Rất nhiều bệnh nhân là sau khi được kê đơn xong thì cứ tự mua thuốc về điều trị, dẫn đến câu chuyện là không được quản lý và dẫn đến rất nhiều các cái biến chứng do corticoid gây ra. Tại khoa tiêu hóa của chúng tôi thì cũng rất hay gặp các cái biến chứng, ví dụ như thủng dạ dày, thủng do loét đường tiêu hóa, rồi chảy máu dạ dày. Và như các bạn biết, hình ảnh của ông cụ đấy là một cái trường hợp rất là điển hình của hội chứng cơ sinh do sử dụng corticoid kéo dài dẫn đến suy tuyến thượng thận và dẫn đến hình ảnh của một cái toàn thân phù, trong đó có cái phù mặt là chính, da rẻ bụng beo ra, và bệnh nhân sử dụng corticoid kéo dài còn gây ra những hậu quả khác, về ví dụ như là thưa xương trước nhiều hơn so với lứa tuổi rất là nhiều, và rất nhiều các cái biến chứng khác nữa. Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội chỉ là hai trong nhiều bệnh viện tuyến trung ương thường xuyên tiếp nhận những bệnh nhân bị suy tuyến thượng thận do lạm dụng corticoid trong điều trị bệnh khớp. Việc khám và chữa thầy lang theo truyền miệng là nguyên nhân quan trọng khiến bệnh nhân bị bệnh khớp chuyển biến nặng. Dùng corticoid phải rất hiểu biết nó, chứ nếu mà chúng ta dùng một cách không kiểm soát thì cực kỳ nguy hiểm nhá. Tại vì một là nó sẽ gây ra bệnh cơn sinh, tức là suy tuyến thượng thận. Đấy. Bệnh là quay tâm cả một củ khoai, nó bụng thì to, mặt thì phệ, nhưng mà tay chân thì bé xíu. Đấy. Và những cái bệnh đấy nó rất là, đặc biệt là hệ thống xương khớp, nó ảnh hưởng rất nặng. Đấy. Và hay là nó, khi dùng nhiều nó lệ thuộc corticoid, không có corticoid là đau rồi không ăn được rồi vân vân, chán ăn rồi vân vân, tại nó rất là nguy hiểm. Cái đấy đôi khi bác sĩ chúng tôi phải điều trị một liều là cai corticoid. Nó rất là nặng. Thành ra là hiện nay là cái tệ là thực ra những cái thuốc đông y của mình rất là tốt, những cái thực dược phẩm nó rất tốt, chứ không phải không tốt, cây cỏ các cụ như mình nó rất tốt, nhưng mà nó có hai cái không tốt hiện nay. Một là dùng chất bảo quản, tại vì nó hay mốc mà, người ta dùng chất bảo quản là chất độc. Cái thứ hai là người ta dùng các cái thuốc tây y mà rẻ tiền, không kiểm soát, cho vào trong đấy để mong vào tác dụng nhanh, rất là cực kỳ nguy hiểm. Corticoid có những tác dụng phụ khác khá nguy hiểm như hội chứng cơn sinh, loãng xương. Do đó, người bệnh mắc bệnh khớp nếu chưa có chỉ định điều trị corticoid thì không nên tự ý mua thuốc về sử dụng. Nếu phải dùng corticoid để điều trị bệnh thì cần tuân thủ theo chỉ định của bác sĩ trong liệu trình sử dụng thuốc, tránh lạm dụng thuốc.